năm mới rồi, làm video thôi. Phương, Sơn bánh chưng với mọi người kìa. Rồi biết rồi, để con cái này xong đã xuống. Trời, có cách nào làm cho nó hài hước mà thú vị hơn không ta? Sao nó dở dữ vậy trời? Rồi tới lúc quay thì sao? Chào các bạn. Hôm nay mình lại bắt đầu làm kênh nhíp đây. Đây là cái video nói về bản thân mình và giới thiệu về kênh. Mọi người thấy có hay không ta? Không nha, dở nha, gớm nha. Bởi vậy mọi người có biết cách lên kịch bản sao cho sinh động, nó thú vị không? Chỉ mình với. Bạn có đang băn khoăn không biết phải làm sao để viết ra được cái kịch bản cho video YouTube, hay là làm sao mà người ta có thể viết ra được một kịch bản và rồi nói ra từ đầu tới cuối một cách đơn giản mà là hiệu quả giống như vậy? Có phải là bạn biết được cái việc làm nội dung hay là xây dựng thương hiệu cá nhân nó cực kỳ quan trọng với việc mình có kiếm được khách hàng hay là kiếm được thêm tiền cho công ty của mình hay không? Nhưng mà mình cứ thử hoài thử mãi mà vẫn chưa có được, mặc dù đã xem hết video của người này sang người khác rồi mà vẫn chẳng thấm động được một chút gì trong đầu. Dù cố gắng phân tích đi chăng nữa thì cũng chả hiểu được cái cấu trúc, chả chắt lọc được cái gì hết trơn, tại thấy video nào nó cũng giống như nhau hết trơn mà mình thì lại không muốn copy hay là ăn cắp ý tưởng của người ta, tại sợ khán giả họ nói là mình đạo nhái rồi ăn theo người ta nữa. Bởi vậy cuối cùng là bạn cũng không biết là cái cách người ta lên kịch bản nó như thế nào luôn, không lẽ làm một cái video nó khó dữ trời. Rồi chưa kể là mặc dù mình biết nó quan trọng đó chứ, nhưng mà mình chả bao giờ mình bắt tay vô mình làm, hoặc là cũng có thử viết ra rồi nhưng cứ thấy nó khô khan rồi học thuật rồi sáo rỗng kiểu gì không có thực tế một chút nào trên. Hoặc là mình có viết được cái kịch bản rồi nhưng mà hễ bật cái camera lên là mình đúng kỳ luôn. Bình thường nói chuyện tương tác một ai đó thì nó dè dặt nhưng mà cứ mở cái đống kịch bản lên hay là bật cái camera lên xong là thấy không có chút cảm xúc chút nào. Bạn cứ quay đi quay lại hết mấy tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn không thể nào chịu nổi được cái giọng của bản thân. Nếu như cứ tiếp tục trì trệ như vậy thì không biết chừng nào mới có kết quả được nữa. Nếu như đó là những cái nỗi niềm đau khổ của mọi người thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người với công thức vô cùng đơn giản mà mình đã đúc kết được sau gần 5 năm làm YouTube. Bởi vậy bắt đầu thôi. Đa phần thì mọi người thường nghĩ là làm một cái kịch bản nó phức tạp rồi đau to búa lớn lắm, nhưng mà thật ra nó chỉ đơn giản là mình đi trả lời những câu hỏi của khán giả mà thôi. Khi mà mọi người nghĩ theo cái hướng đó thì cái câu trả lời hay là cách viết kịch bản của bạn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu như mọi người muốn làm ra những cái video theo dạng chia sẻ những kỹ năng nè, kinh nghiệm rồi kiến thức để biến bản thân mình trở thành một chuyên gia thì mình có một cái framework để mọi người có thể dễ dàng bắt tay vô làm ha. Trước khi bắt đầu đi sâu vô từng phần của một cái kịch bản thì đầu tiên mình phải biết và hiểu được cái khái niệm vô cùng quan trọng, đó chính là điều kiện cần và điều kiện đủ. Đây là cái concept mà sẽ khiến cho khán giả lắng nghe mình nhiều hơn, ở lại với mình lâu hơn, thậm chí là họ còn trân trọng những thứ mà mình chia sẻ hơn rất là nhiều. Cái bằng chứng là đa phần những cái video hay là nội dung gần đây của mình, thời lượng người ta ở lại coi là rất là lâu luôn, thường là trên 40%. Vậy thì concept đó là gì mà sao nó ảnh hưởng khủng khiếp đến mức như vậy? Điều kiện cần đó chính là những cái thông tin chính hay còn gọi là những cái ý chính trong video của bạn nó có hữu ích hay không, nó có dễ hiểu hay không, nó có giải quyết được vấn đề của khán giả hay không, hay là nó có trả lời cái câu hỏi mà khán giả họ đang băn khoăn hay không. Và đa phần mọi người thường xuyên cố gắng tập trung rất là nhiều thời gian vô để làm sao để tạo ra được hay là nghĩ ra được những cái nội dung nè, lý thuyết nè, hay là bài giảng hay, nhưng mà nó chỉ mới là điều kiện cần thôi chứ chưa có đủ. Điều kiện đủ ở đây là mình phải làm sao để hiểu được khán giả của mình, hiểu được nỗi đau nè, hiểu được trăn trở khó khăn của người ta, rồi sau đó mình miêu tả nó ra cho nó thật rõ ràng và cụ thể tới mức mà người ta phải thốt lên là rồi sao mày hiểu tao dữ vậy, sao mày biết tao bị cái này, tao cũng bị y chang giống vậy luôn đó. Lý do tại sao mà mình phải có cái này, tại vì trước khi mình muốn người ta nghe mình thì mình sẽ phải hiểu được người ta trước đã. Lúc mà họ chưa có thấm thía cái nỗi đau đó, họ chưa có thốt ra được câu là trời sao mày biết tao cũng bị giống vậy, hay là đơn giản họ chưa một lần nào cảm nhận lại được cái cảm giác đau đớn thì họ sẽ không muốn nghe mình quá nhiều. Chỉ khi nào mình gãi đúng cái chỗ ngứa đó và mình liên kết nối với những khó khăn của họ thì mình mới có thể đẩy được cái thứ mình muốn nói ra. Tại vì nếu như bạn có thể diễn tả một cách cụ thể và chi tiết những cái khó khăn mà họ trải qua thì họ sẽ tin là bạn có cách giải quyết hết những thứ đó và họ sẽ mua tất cả mọi thứ từ bạn. Tóm lại là đầu tiên mình phải có cái gì đó cho riêng mình trước, một thứ gì đó hữu ích và giá trị với người ta trước, rồi sau đó mình sẽ phải đi tìm hiểu khách hàng, thị trường và những cái băn khoăn trăn trở của họ đó là cái gì, để rồi có cho mình cái cơ hội để mà chia sẻ những cách giải quyết của mình. Khi mà bạn đã hiểu được concept này rồi thì đâu là cách để bạn có thể áp dụng nó vô cái video của bạn? Thì thật ra một cái kịch bản nó đơn giản lắm mọi người, là mình có biết được cái nỗi đau của người ta là cái gì hay không, xong rồi mình đặt nó lên đoạn đầu của video, xong cái phần sau còn lại chỉ là mình giải quyết từng cái nỗi đau đó thôi. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi thật kỹ vô từng phần để coi là cách áp dụng cái cấu trúc này vô cái video của bạn như thế nào. Đầu tiên đó là phần mở bài.
Trong mở bài thì sẽ có hai cách để mà làm, đó chính là trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp á, là bạn sẽ nhảy vô liền và nói ra cái nỗi đau của người ta, rồi sau đó là đưa cách giải quyết liền luôn. Còn cái gián tiếp đối với mình á, thì mình sẽ làm ra một cái đoạn diễn. Trong cái đoạn đầu của video của mình á, mình sẽ tái hiện lại hoàn cảnh người ta, tái hiện lại cái nỗi đau của người ta giống như cái đoạn đầu của video này, khiến cho người ta cảm thấy á, là họ được lắng nghe, được thấu hiểu rất nhiều. Một cái lưu ý dành cho những anh chị nào muốn xây dựng hình tượng theo dạng chuyên gia thì ở trong đây mình nên có một câu nhỏ giới thiệu mình là ai và tại sao khán giả phải tin tưởng mình. Giống như mình á, thì mình thường xuyên giới thiệu bản thân mình là mình từng làm cho nhiều kênh YouTube channel khác nhau, và đặc biệt có một năm đi làm ở bên Hollywood cho một kênh YouTube gần được 2 triệu sub về giáo dục. Lúc mình giới thiệu được như vậy thì khán giả họ sẽ yên tâm và quan tâm tới cái thứ mà mình sẽ nói ở sau đó. Lưu ý nha là trong phần này mình đừng nên giới thiệu quá dài dòng lê thê, tại vì nếu nói nhiều quá thì thành ra là mình quảng cáo luôn rồi. Tiếp theo đó chính là phần thân bài. Thì trong cái phần thân bài này cũng sẽ có hai kiểu mà bạn có thể chọn ha. Một đó là mình sẽ nghĩ ra ba bước đơn giản mà người ta có thể làm để khiến cho họ giải quyết được vấn đề của họ. Cái này cũng chính là cái điều kiện cần mà mình nói lúc nãy luôn. Hoặc nếu như bạn chưa có được ba cái ý rõ ràng gì hết á, thì chỉ cần lôi ra những cái câu hỏi của khán giả có về cái chủ đề này và rồi trả lời nó theo một cách logic hay là thứ tự là được. Nhưng mà sẽ có bạn hỏi là ủa giờ mình tìm những câu hỏi này ở đâu? Cái nơi tốt nhất để tìm ra nó chính là những cái video của các YouTuber khác nói chung về cái chủ đề này. Đó là một cái kho tàng ý tưởng mà mình sẽ tha hồ lựa chọn luôn. Tại vì những cái người chuyên gia kia kìa, họ không có chịu trả lời quá nhiều cho khán giả, đơn giản vì họ quá bận mà thôi. Và các bạn có thể lưu lại những câu hỏi này càng nhiều càng tốt, thì sau này mình có thể dễ dàng lôi nó ra rồi lồng ghép chung với các ý tưởng nội dung của mình nữa. Ra là vậy, tìm hiểu thôi. Ví dụ trong một cái video thumbnail dạo gần đây á, thì mình có liên tục đặt ra rất nhiều những câu hỏi mà khán giả quan tâm, kiểu như là có cần phải tốn nhiều thời gian như vậy hay không, hay là cách làm sao để làm cho nó đơn giản và cụ thể nhất, rồi sau đó là mình sẽ trả lời cho người ta một cách rõ ràng nhất có thể. Khi mà mọi người sử dụng theo cách này á, thì tính ra bạn sẽ không cần kịch bản gì hết luôn. Kiểu video của bạn sẽ có 3 ý thôi, và mỗi ý sẽ là một câu hỏi mà khán giả người ta quan tâm rất nhiều, xong rồi bạn ngồi bạn trả lời nó một cách tự nhiên nhất có thể thôi, chứ mình không cần phải suy nghĩ đau to bú lớn làm gì á, không cần vanh vanh vở chi cho nó mất công. Một cái video gọi là hiệu quả chính là một cái video nói đúng được cái thứ mà khán giả hay là khách hàng họ quan tâm, chứ không phải là một cái video mà bạn cố tình tập trung rất nhiều vô hình ảnh chỉnh chu nè, màu sắc đẹp đẽ để rồi cuối cùng á lại chả có giá trị gì hết trơn, hay là mọi người tập trung nói những thứ mà bản thân bạn thích mà thôi, chứ khán giả người ta chả quan tâm. Rồi ở ngoài kia cũng có rất nhiều người khuyên là bạn phải chia sẻ nhiều lên, cho người ta nhiều thứ lên, từ khái niệm rồi kinh nghiệm rồi bài học các kiểu, nhưng thật ra là bạn càng đi chuyên sâu như vậy là càng khó hiểu cho khán giả của bạn hơn. Thay vào đó, cái lời khuyên của mình á, nó sẽ đi ngược lại hoàn toàn với những cái chuyên gia ở ngoài kia, là khi mà bạn đã biết được nỗi đau của khán giả một cách rõ ràng rồi thì thứ duy nhất bạn cần làm thôi đó là cho người ta một cái tip cực kỳ đơn giản, hữu ích và cực kỳ dễ làm để người ta có thể áp dụng được liền luôn, để nhận được giá trị nhanh hơn, rồi từ đó khán giả họ sẽ tin mình nhiều hơn và quan tâm đến những thứ mình nói sau này hơn. Một cái lưu ý nữa để khiến cho cái phần thân bài của bạn á thậm chí hay hơn rất nhiều, đó chính là hãy tưởng tượng á là bạn đang nói chuyện với một đứa con nít tầm 10 tuổi thôi, nên là bạn sẽ cần phải giải thích sao cho nó cụ thể và rõ ràng, thậm chí là cực kỳ dễ hiểu. Cách để đảm bảo nó sẽ dễ hiểu á là bạn hãy kiếm đại một người bạn nào đó, một người thân trong gia đình, rồi sau đó là bạn đọc hay là nói cái script của bạn ra, nói cái kịch bản của bạn ra cho người ta nghe thử và coi coi là người ta có khó hiểu chỗ nào không, sau rồi họ sẽ góp ý cho bạn liền luôn, rồi bạn sửa ngay lập tức. Còn thật sự nếu như bạn cần một người có kinh nghiệm để hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong giai đoạn đầu thì bạn có thể suy nghĩ và tìm hiểu qua về cái chương trình đồng hành 1:1 của mình ở bên dưới ha. Trong cái buổi hỗ trợ 1:1 này, mình sẽ giúp cho bạn sửa và hoàn thành được một kịch bản, hay là đơn giản là chỉ cho bạn cách làm sao quay cho nó hiệu quả hơn. Cuối cùng đó chính là phần kết bài. Đây là cái phần mà mình thấy mọi người thường xuyên làm khá là sai luôn. Có một điều cấm kỵ mà mình khuyên mọi người đừng có làm nè, đó là đừng cầu xin khán giả subscribe cho cái video của bạn, hay là bắt người ta làm 1000 thứ khác nhau. Mục tiêu của việc làm video trên bất kỳ nền tảng nào đó chính là đảm bảo người xem không rời bỏ cái video của bạn quá sớm. Bởi vì bạn có nhớ cái lần cuối cùng lúc mà bạn subscribe cho một cái kênh nào đó không ta? Cái lý do đa phần bạn ấn vô có phải là bạn thấy cái kênh này nó hữu ích, nó thú vị, và bạn tin á là sẽ còn nhiều thứ hữu ích hơn nữa được làm ra nên bạn mới ấn, đúng không? Giống như những cái mà mình chia sẻ cho mọi người nãy giờ. Nếu thấy hay thì ấn subscribe đi. Vậy nhé. Vậy thôi. Cho nên thay vì cố gắng ép người ta làm tùm lum thứ thì bạn chỉ cần làm một điều thôi, đó chính là cho thêm giá trị khiến cho nội dung của bạn hữu ích hơn nữa. Nhưng mà phải làm sao? Dễ lắm, có một cách mà có thể giải quyết được vấn đề đó, và nó sẽ khiến cho khán giả họ liên tục coi hết video này tới video khác của bạn luôn. Đó chính là bạn sẽ nói ra thêm một cái nỗi đau nữa của người ta, một nỗi đau rất ư là lớn luôn, và rồi bạn kêu người ta ấn vô cái video này để xem, vì nó sẽ giúp cho họ giải quyết được cái nỗi đau đó một cách đơn giản và dễ dàng. Cái cách đó sẽ khiến cho người ta coi hết video này tới video khác trên kênh của bạn luôn, và rồi giờ xem của bạn á cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Và khi người ta thấy bạn cho người ta nhiều giống như vậy á, họ sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn và subscribe cho kênh của bạn. Đó, vậy thôi,
Và nếu như bạn đã viết ra được kịch bản rồi mà vẫn không biết làm sao để quay nó cho nó tối ưu hiệu quả, cứ phải quay đi quay lại hết mấy tiếng đồng hồ và rồi không dùng được cái gì cả, thì bạn nhất định phải xem cái video này, vì ở đó mình sẽ chỉ cho mọi người một cái tip cực kỳ chuyên sâu để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực mà không tốn quá nhiều thời gian. Thấy chưa? Mới xài đó.